Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Quê Bắp của mình. Hôm nay mình đã có mặt tại chùa Kim Cương của thôn Triều của phường Bắc Linh, thành phố Bắc Linh. Chùa Kim Cương là một ngôi chùa khá là cổ của thôn Triều, phường thành phố Bắc Linh. Thì về ngôi chùa, sự tích của ngôi chùa thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu và quảng bá đến quý vị các bạn để các bạn biết rõ nhiều hơn về ngôi chùa Kim Cương. Mình đang đứng ở trước cổng, đó là cổng Tam Quan các bạn ạ. Tam Quan thì có ba chữ nho, đó là chùa Kim Cương. Tam Quan có hai tầng, trụ là chùa Tam Quan trụ mái chạm rồng và đã được xây dựng lại trong cái thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng xin mời quý vị các bạn hãy cùng mình vào tham quan chùa nhé. Khi bước vào cổng Tam Quan thì chúng ta thấy có hai bức bia tượng, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái khuôn viên chùa thì chúng ta cũng có thể thấy là khá là rộng và sạch đẹp. Thì bước chân vào chùa thì chúng ta cũng thấy là có một cây thị. Đây 100% là cây thị rồi, nhưng mình lâu lắm biết phải cây thị hay không. À đúng là cây thị thật các bạn ạ. Cây thị cổ thụ khá là to đẹp. Và đối diện là một cây mít, mình thấy cây mít khá là sai. Các bạn nhìn thấy cây mít này, sai cực kỳ luôn. Nhưng mà quả nó hơi nhỏ, là khả năng là bị sâu nữa. Và bên kia là một cây nhãn. Khi bước vào chân thì chúng ta có thể thấy là được những cây cổ thụ, cổ kính, nét của chùa. Và đây là giếng. Giếng, đây gọi là giếng cổ ngày xưa các bạn. Giếng này rất chi là cổ các bạn nhé. Các bạn nhìn dưới sâu là cũng đầy chắn này, tránh tình trạng. Và khi qua cổng Tam Quan xong thì chúng ta vào thấy là một ban thờ Đức Phật Quan Âm Bồ Tát cầm bình cam go đó. Có bát hương đại và chung quanh thì cũng có chậu sen cảnh, có một ban thờ để chúng ta đến khi lễ sắm lễ. Và khuôn viên cảnh đã được cải tạo lại và chùa vẫn còn cái di tích. Chùa Kim Cương là một ngôi chùa thờ Phật các bạn nhé. Chúng ta vào thấy có một nhà chùa có đặt, đây có cả điện các bạn. Cái này bật điện lên thì phun nước lên khá là đẹp đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bên trên này các bạn nhé. Thì chùa được, mình không hiểu tại sao là chùa tạm thời đóng cửa. Cây đại to thì các bạn, ở trên còn hai cây đại. Trên đây mình sẽ qua đây một chút đọc về cái này các bạn. Bản vàng công đức năm Tân Sửu năm 21. Đây là có nói về các cái bia công đức, hiện vật của chùa, của những các nhà công đức các bạn. Có bát hương tam đại là hơi trời nắng một chút, mình quay gần vào đi một chút cho đỡ nắng. Có chạm khắc. Rất tiếc là mình đến thời điểm này là chùa cũng đóng cửa các bạn. Các bạn nhìn cái khuôn viên của chùa. Có bức Nam Mô A Di Đà Phật ở đây. Có bức chuông cổ. Và chùa này đã được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép để giống như kiểu là cái vân gỗ các bạn. Bên kia này chắc là cho nhà chùa ấy.
và xung quanh là quân viên. Bây giờ mình sẽ, đây vẫn còn bức chuông bằng đồng các bạn, rất chi là cổ rồi, nhưng mà toàn là chữ Nho thôi, mình không biết. Còn phía sau là khuôn viên của nhà chùa, à trụ tháp, đây là khuôn viên nhà chùa các bạn nhé. Chùa cũng được mới xây dựng xong nên là đây cũng có tháp, trụ tháp. Đây mình có đấy ba trụ tháp, chắc là một đây Phật Quan Âm Bồ Tát. Ở phía bên này mình nhìn thấy là đây thờ Phật, thờ ở bên trong này có đây Cố Ni Sư, chữ hơi mở nhám tôi thấy châm đạo. Ở đây là vị xuất thế năm 1926, trụ thế 93 năm Việt Định, mất có năm 2018. Đây là trụ trì đã qua đời và đã được xây trụ tháp thờ cúng ở đây. Còn hai trụ tháp nữa chưa có ảnh và tên các bạn nhé. Dưới đây, đây là cái khuôn viên của nhà chùa, còn bên này là của dân. Khuôn viên nhà chùa phía sau thì khá là rộng, nhưng mà đang trong quá trình để trùng tu lại. Hình như đằng sau mình thấy là cũng còn nữa sao. Khuôn viên nhà chùa này rộng cực kỳ luôn, hình như còn cả đằng sau các bạn. Nên là đây là đường đi lên đâu. Bưởi sai thế các bạn, bưởi quá sai luôn. Bây giờ chúng ta hãy ra đằng sau nhé bạn nhé. Và mình tìm hiểu trên Google thì chùa tạm thời đóng cửa, chắc là đang bởi vì là chùa đang trong quá trình trùng tu và tu sửa lại, chắc có lẽ là chưa trông được. Đây là cái khuôn viên bên cạnh chùa các bạn. Có gì thì các bạn hãy comment để lại lời nha, những phần comment ở phía dưới. Và Kim mình xin được tạm dừng cái video tại đây. Các bạn có tìm hiểu gì về chùa Kim Cương tại thôn Triều của phường Bắc Linh, thành phố Bắc Linh thì có gì hãy để lại lời comment cho mình để đóng góp ý kiến nhiều hơn. Ở video này mình sẽ xin phép tạm dừng video tại đây. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký và subscribe để lại những lời comment tốt đẹp nhất để video sau tốt đẹp hơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình video tiếp theo. Bye bye.